Ôi, chào các bạn nha. Ở đây có chiếc máy kéo chân 70 của ta đầu xám nha nè. Con này 45 triệu. Ở đây rất nhiều máy kéo nhưng mà chiếc máy kéo này mình thấy được nhất nè, dàn 70 luôn, chân 70 luôn các bạn. Bánh đi gan 70 luôn nè, em thấy không? Nó hơi kẹt. Đầu xám. Sườn bọng về nguyên chăng. Con này xưởng mới lấy về các bạn ơi. Đây, nói chung con này đồ đạc số hơi gần nhất anh em, mới lấy về còn chính xịn nữa kìa đó. 45 triệu chừng 70, cốt này chắc 30 nha anh em. Đây, số dưới này thì nó khô gan xịt 70 hết, hai cổng xích này đẹp luôn, cây cỏ không nha các bạn. Quay này hẹp lắm anh em ơi. Xích 70, chân 70 ha, chân cao luôn á. Đầu xám. 45 triệu các bạn. Con này không có làm bàn. Biết mắc nghĩa là dùng nào không có làm bàn anh em. Đây. Đó. Cái này nói chung xích này còn còn đẹp nè. Xích ra hấp ha. Bên hấp bên ra cao, xích này ngon hơn. Chân đi gan 70 luôn các bạn. Đây 45 triệu, một số anh em thì kiếm máy kéo giá rẻ ở đây 45 triệu nha các bạn. Mấy con đó thì chắc còn rẻ hơn nữa nha anh em. Đây rất đẹp luôn các bạn. Con máy này nhìn rất ấy, chưa làm bàn nha. Anh em nào muốn gì làm cho kéo nhiều làm bàn vô. Đầu xám. Rồi, chào anh em ấy. Thì anh em nào có mua máy hay bắt máy liên hệ với mình ha. Số điện thoại là 0839057441 hoặc là kết bạn Zalo với 0836 0386 757685, 0386 757685 nha anh em. Rồi chào anh em. Đó thì anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại mình sẽ mình để hồi clip nha các bạn ơi. Cái này là